cặp lốc giữa CD50 hàng zin tại xe Honda sẽ bản nội địa Nhật về, đầy đủ cần tăng cam, bánh bơm nhớt là bơm nhớt luôn nha anh em, hàng zin rã máy lần đầu nha, đúng lốc CD50 nha anh em. Cái lốc này mình bán giá 650 thôi nha. Nó có bị mẻ xí phần này, ngay chỗ phần trắng, ngay chỗ bụng xí này, chắc ở bển do xe nó chạy nó bị xúc sên hay gì đó, nó mẻ nhẹ xí phần này đó, không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Còn ngày ra là tuyệt đẹp, thì cái lốc này bị nhẹ xí gì nên bán thanh lý cho anh em giá rẻ thôi, 650 nha anh em. Anh em nào cần thì alo mình đó, đúng lốc CD nha. Con này lốc CD50 đầu 19 nha anh em. Ba anh em là không sơ mi, không tung rèn gì hết nha, chỉ 650 thôi. Cặp lốc này lốc màu rất là đẹp nha, màu tuyệt luôn.